giỏi quá. Anh Thanh đi lấy cây nữa nha. Anh Thanh đi lấy củi á. Thịt thao phịt. OK, xuất sắc trong ngày lượm củi. Dạ. Trời, nó chạy luôn chứ nó không đi nữa. Giỏi ghê chứ, anh này mà đi kia khiêng củi là biết bao nhiêu là tiền mà kể. Chẳng còn khiêng củi không, còn củi hả? Wow. Trời chẳng ơi. Chẳng khiêng củi cho ba quay phim. No. Sao vậy? Gớm luôn, cái giọng tiếng tiếng cha luôn quá. Rồi ba cầm cho, con đưa ba cầm cho. Ok rồi, con xuống đi. 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 Ok, khiêng xong rồi, ok, không khiêng nữa rồi. Ok, đúng hả? Ok, hôm chân tay khiêng đi. Nó giỏi lắm nè. Ra đi, đại ông cha. Anh giúp đại ông cha ăn được với, ok? Ok, con. Anh không cho chú, ok? Ok, con gái giỏi quá. Đã đi nhà được thế rồi. Giỏi. Giỏi quá. Đó. Xe với Trang Tâm làm đó. Giỏi quá là giỏi đi.